không biết gì mà trời ơi, cái gì mà tối qua đó nội một buổi tối hôm qua không á, mà tôi nằm tôi nghe tiếng súng nổ hơn 5 lần. Nó bắn nằm cái trên chỗ tôi làm lên một đoạn á, là nó bắn một lượt 8 phát súng, rồi nó bắn ở đâu dưới này 4 phát, rồi một chỗ 2-3 phát á, làm tối nay qua. Cho nên bây giờ thờ cuộc bây giờ nó bất ổn dữ lắm. Mà không riêng gì Mỹ mà cả thế giới nó bất ổn. Còn Mỹ thì nó xài súng. Nên thôi thì cái tâm mình á nghĩ rằng á, mình ráng, cho nên tôi cũng ráng. À, bây giờ cũng có nhiều người comment cho họ nói những lời gọi là những bài giảng tôi á, à, nó khó nghe, nhưng mà nó lỗi tại mình, tại có một giai đoạn mình giảng mình cũng chửi bới người ta mình cũng khó nghe. Giống như bữa tôi dạy cho mấy thầy làm lễ chỉ tôi đó, cái họ nói không, ông thầy này nói hay quá hé, nhưng mà ông nói ông dạy hay chứ ông làm được không. Mình nghe vậy mình đầu tiên nó buồn, nếu tôi không thực hành thì sao tôi dạy được. Nhưng mà thật sự ra mình nghĩ họ nói cũng đúng, họ nói như họ nhắc nhở mình. Nếu mình buồn hay là mình tạo cái quan trái nữa thôi, cảm ơn họ lấy kính đức giả họ cho họ chửi mình vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại như lời Sơn Thanh Từ nói á, người ta nói mình mà mình nếu mình không có thì giống như ta nhắc nhở mình, mà mình có thì giống như người ta dạy mình, cái nào cũng hay lắm. Tôi nghĩ cũng đúng, lỗi tại mình, thời gian tôi cũng sân si, tôi cũng đấu đá, tôi cũng hơn thua. Giờ này dù mình có thay đổi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà nó đã gieo vào cái chủng tử người ta đã thấy mình là sân si, thấy mình đấu đá rồi. Dù mình có quay đầu cỡ nào đi nữa, cho nên á, thành ra xét lại ở Mỹ này á, nó cũng là một cái pháp để mình nghiên cứu á, như tôi nói hồi nãy đó. Đừng có làm gì tùy giới với Mỹ hết á, mà nó có giới với Mỹ rồi thì nó không có tha thứ. Giống như cái ông đó hồi nãy thầy kể đó, Duy biết không? Ông qua Việt Biên qua năm 84. Ông qua học hết high school rồi. Ông mới qua tại sử ban New York á. Rồi ông mới lúc đó qua giống như là tự do mà. Qua được cái xứ tự do mới đấu đá nhau, mới nhập vô cái băng đảng rồi xã hội đen á. Năm 17 tuổi là chưa tuổi thành niên đó, bị bắt thì ở tiểu bang New York nó có cái luật là thí dụ như vậy là nó phải tách rời ra, nó sợ tụ họp tụ tập lại, nó tách rời ra, nó mới đưa ổng qua Seattle. Nhưng vậy mà mấy chục năm trời nó vẫn trục xuất về Việt Nam. Thành ra đó, cái người mà bị trục xuất từ Việt Nam á, nhớ một điều rằng, ví dụ bên Việt Nam không biết, cứ nghĩ là ở Mỹ, trời ơi, sẽ bị trục xuất, không phải dễ dàng gì trục xuất. Nhưng mà nó cũng không phải dễ dàng được sống nước Mỹ nếu như cái nghiệp mình nó quá nặng. Mình làm một cái điều gì phạm luật Mỹ thôi, là coi như sổ bài đen nó lưu trên đó hoài, không bao giờ hết. Ở xứ này nó tự do chính trị, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nó tự do tất cả, nhưng mà nó nằm trong cái khuôn khổ hết. Tự do cỡ nào, chứ không phải nó tự do ngôn luận là cô muốn đi hăm dọa ai cô hăm dọa, cô muốn chửi ai cô chửi, cô muốn nhục mạ ai cô nhục mạ. Nó tự do, nhưng mà nói phải nói trúng. Thì đó là nhà Phật, giống như Pháp Phật là còn gì. Thấy không, mình nghĩ như là, rồi á, tự do báo chí, nhưng mà phải viết cho nó trúng. Viết bậy thứ nhất là mang tội pháp luật, thứ hai sau này có viết đúng cũng không ai nghe. Thành ra tội nghiệp ông nó rất là hiền, mà chỉ có từ năm 17 tuổi như vậy thôi, mà bây giờ phải trở về Việt Nam. Ở bên đó thì nói chung là con cũng nghe thầy giảng cho mấy thầy học á, thì con rất ham. Tại vì con già già nhưng con có ham học, con rất là ham học nhiều giáo lý mình, như thầy giảng con rất là thích, con
con có một cái là con ham lắm, mà con ham học nó thành chính như vậy. Mà thì khi con đã đi qua đây mà được mà theo thầy mà học hỏi thêm, mặc dù con cũng được kiến thức nhưng mà cũng được thầy giảng, con cũng được ké để con học được như vậy cũng quý quá, là con ham lắm. Mà tại vì hồi đó con xuất gia bên đó, thầy con thì cũng nói con già rồi học cái gì, không cho con đi học nữa, mà trong khi người ta tuổi đó người ta vẫn đi học được, mà ông cho con đi, ông đồng ý con đi, con không dám đi. Không đúng, tại vì nó không phải, không đi nhà trường nó đâu có cho. Không, lúc đó còn cho thầy, cho là cho dự thính thôi, không cho học chính thức luôn. Không, cái lần nó chỉ bao nhiêu tuổi thôi, còn cái chuyện không có sơ cấp thì được, chứ còn trung cấp nó có luật hết trơn á, nó có bao nhiêu tuổi á. Nhưng mà con nói là lúc đó cũng là chị em rồi, người ta cũng đi học, mà cái cô Hạnh á, cô cũng lớn tuổi hơn con, cũng lớn tuổi hơn con, mà cô vẫn đi học, mà con xin đi thì thầy cho được thôi, ở nhà lo tu đi, đừng có học gì nữa, không đi học gì đúng không, thôi ở nhà lo tu. Thì con không dám cãi, thì đúng nó thôi, nhưng mà thật sự ra thì nổi cái tu không xong nữa, chứ đừng nói đi học, vì lớn tuổi nó những cái nó khó lắm. Sư bà là thì cô không sai đâu, tại bây giờ cô đã đường đời cô đã trải nhiều rồi, biết không? Rồi bây giờ đi học nó sợ hai ba thứ thì nó làm cho mình nó bị stress đó. Thật sự ra học đạo khó chứ không phải dễ. Nếu mà học đạo dễ thì nhiều người học dễ dàng, ta làm pháp sư hết rồi. Nó cũng là khó. Khó là vì lý do là mình học để làm cái gì. Có khi học nhiều để rồi tự cao, ngã mạn, để rồi ý mình có cái sở học nó càng khó hơn nữa. Thế là thiên hạ đa văn, đa bất tính. Trong thiên hạ này, cái người mà nghe nhiều học rộng coi như mất cái niềm tin nhiều. Thí dụ mấy ông thầy tu bây giờ nói nhân quả thì nghe hay lắm, nhưng mà thật sự ổng đâu có sợ nhân quả. Tường nhân quả rồi là coi như không sợ nhân quả. Thấy không? Nếu sợ nhân quả với thầy không dám làm sai. Tôi nhớ rằng nhân quả, tôi thấy ngoài đời ta nói là lưới trời lồng lộng, mễ long không rớt. Nếu sợ nhân quả với thầy không dám làm sai. Vì biết nhân quả nhưng mà không sợ nhân quả. Thấy như năm nay, càng lúc càng ngồi nó buồn cho Phật giáo nói chung. Không riêng gì Việt Nam mà cả thế giới nó nhiều cái nó xảy ra cái lậu hoạt quá. Ví dụ như bây giờ mới vừa rồi cái giới ca nghệ sĩ lên hát mà nó đây là cái chùa nó phải trang trí những cái đèn mà đèn pha, đèn sập sình giống như là dạ vũ nhạc hội vậy đó. Rồi người ta cũng ý kiến quá nhiều. Nó thành ra cho nên vô tình cái lễ Vu Lan bây giờ nó trở thành nó không còn cái nét đẹp văn hóa nữa. Rồi tới cái vụ phóng sanh, rồi tới cái vụ cúng cô hồn, vụ chỉnh tế, thành nó vô tình nó đổ ra quá nhiều cho cái Phật giáo trong giai đoạn hiện nay. Mà tất cả nguyên nhân từ đó đó, từ đâu? Từ cái nguyên nhân mà học Phật mà không rõ ràng, rồi truyền bá nó không rõ ràng á. Mấy thầy cái nào tháng 7 này cứ để đi nghe thầy nói trà đạo xong rồi dẹp không sao. Giống như là cái tháng 7 này nó cái gì đó, người ta suối à cúng dường đi cho có phước, phóng sanh đi có phước, cái gì cũng có phước, có công đức hết á. Người ta cứ ồn ồn mà ta ham như vậy thôi. Ham vậy người ta ồn ồn ta làm, mà ta không hiểu mục đích làm được cái gì, làm được cái gì. Thí dụ Đức Thế Tôn ra đời á, Đức Thế Tôn ra đời là ở thế giới loài người, thì cái chuyện mà giải quyết của Đức Phật á là giải quyết cái chuyện con người. Tôi nhắc hoài chuyện con người, chứ không phải Đức Phật giải quyết cái chuyện con cá. Con cá này á, thật sự là cái não nó cái chút bé à. Cho nên những cái chuyện mà nói tầm phào nào là cá báo quán, là tôm gà báo quán, thật sự nói chuyện đó cũng mơ hồ nữa. Nó chưa phải là chân lý. Bởi vì nó không biết, thí dụ như nó trời đất sanh ra cái muôn loài vạn vật. Họ nói nghe như con gà, nó thương con đó. Mà con diều hâu, con đại bàng nó xuống nó bắt con đó là nó đá chí tử.
nó đá bỏ mạng nó cũng bảo vệ con nó. Còn ngược lại con chó đó, ai lại cắn bắt con nó lại ăn thịt con nó cũng cắn, nó cũng sủa lắm, nhưng nó làm không lợi là nó hy sinh con nó bỏ nó đi rồi nha. Cũng tình thương, nhưng mà con gà với con chó hai cái nó khác nhau. Con gà nó đâu có cho con nó bú vú, thì nó đâu có theo lẽ, đâu có cái trái tim bằng cái tim con chó. Con chó nó bú, nó nuôi trong thai, nó con chó nó gần giống như con người, nó nuôi trong bào thai, thì theo lẽ nó cho bú sữa mẹ như sữa người, nuôi trong bụng như nuôi con bào thai, thì cái tình thương nó phải bao la hơn con gà chứ. Nhưng mà tại sao nó như vậy? Cho nên phân định muôn loài vạn vật nó đều có cái khác. Rồi thí dụ như có những loài chim nó đẻ con ra nó phải cắn, nó phải ăn thịt, nó phải làm cho con nó chết. Rồi có những loài chim nó sanh ra nó con nào nở trước thì nó đá các cái trứng còn lại để cho chết, để nó sống một, nó tồn tại một mình đó thôi. Tất cả đều là khác nhau hết. Cho nên con vật á, nó không phải là con người. Dù là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có cái tánh Phật, nhưng mà thật sự chúng sanh là chúng sanh nào? Chứ không phải chúng sanh là lấy hết cái cỏ cây, hoa lá, con vật mà ghép vô ngang với con người, không có. Cái gì hiểu đâu. Cho nên vậy nó nhiều khi mình tu, mình từ bi, nhưng mà mình không đúng cách, không hiểu Phật dạy. Cho nên từ khi mà Phật giáo qua Trung Quốc rồi nó đưa ra những cái chuyện tầm phào đó, rồi vô tình từ cái chuyện nhỏ, rồi càng ngày nó nảy sinh cái chuyện lớn. Bây giờ như mua cá phóng sanh, mà con cá nó vốn nó sống ở trong lòng, trong chậu, đem ra nước sao nó chịu, đem ra ngoài mà sông lớn sao nó chịu nổi. Vô tình mình hại nó, rồi con chim mình phóng sanh, chim chúc rồi sao bắt được. Vô tình vì vậy mà ta bắt những chim chúc, ta bẫy, để vô tình bẫy được con chim mẹ thì chết cả đàn chim con. Cho nên thay vì làm điều thiện nhưng mà trở thành điều ác. Mà cái này tôi đã nói từ lâu rồi nhưng mà ta không có nghe. Mình không đủ cái năng lực từ bi á, sao mình không đủ phước báo, thậm chí nói bị phản ứng ngược lại nữa. Nhất là quý sư cô, nhất là mấy sư bà ở bên Mỹ, mấy sư cô mà gọi là nói xin lỗi đừng buồn á, là nửa đời hương phấn á, đi tu nửa đời rồi cái nói chuyện tầm phào á, mỗi lần đi về Việt Nam cái làm như ta đây là tu dữ lắm, vận động tiền phóng sanh, vận động tiền thả cá thả rùa này kia nọ, thì những cái đó là Phật tử nó thấy à, sư cô này lớn tuổi chắc cổ sành sỏ, cổ làm đó là đúng, đưa cho bao giờ bà phóng sanh, nó làm riết từ những cái chuyện này nó ra chuyện kia, nó không đâu rồi đâu hết trơn á. Vô tình Phật giáo mình nó lũng đoạn. Cho nên ngay cả cái bộ phim Tây Du Ký mà ông Ngô Thừa Ai cũng viết, mà lúc ông Tân Tạng phóng sanh không, nhớ cái đoạn đó không? Ông đi đốn củi, ông lấy cái bó củi đó, ông mua con cá đó phóng sanh, đó mới gọi là phóng sanh. Còn phóng sanh rồi bây giờ mình đặt hàng tấn cá, mà cá bây giờ nó nuôi bằng hóa học, nó ép ra rồi đem lên xuống đổ xuống vậy, rồi người ta nghèo người ta bắt người ta ăn, ta bắt người ta bán. Cho nên tôi coi là cái clip mà vụ phóng sanh này nè, hai bên đều có lỗi hết. Nó nói là không bên nào nhịn bên nào, nói sóc ông kia thì ông kia cũng tức lên, ông chửi thề. Nếu người ta là người ta có điều kiện, người ta trí thức, người ta giàu có, người ta có ăn có học, người ta đâu đi làm vậy. Ai nãy nào người phóng sanh, người đi bắt như vậy, cũng vì hoàn cảnh người ta nghèo, người ta dốt, người ta không có học cao, người ta không có đủ cái năng lực, trình độ, cho nên người ta khó khăn, người ta phải đi làm vậy. Rồi trên này mình rủa xuống, rồi dưới người ta chửi lên, hai bên nổi nóng nhau mới làm ra sự việc như vậy. Thấy chưa? Thì bây giờ lỗi tại ai? Nếu xét cho cùng, suy cho tận thì cái lỗi tại cái người làm phước trước nè. Làm phước mà không hiểu được làm phước ý nghĩa gì, làm phước như thế nào. Đó. Có gì khi làm phước mà rủa chửi ta, dụ như có những người tôi thấy á, mua con chó, mua được con chó phóng sanh, nhưng mà rủa cái người bán, rủa người ta tan trời nát nước rồi. Tại vì người ta nghèo, ta mới đi mua chó ta bán chứ. Mình mua phóng sanh được thì thôi.
Tại sao rủa ta chị biết ác lắm không? Chị đem đi bán nó, chị nhốt trong lòng, chị bán nó ác lắm không? Chị bán nó, nếu chị bán không được sao mà nó được thì chết. Thì nói chị nói sao ác đức chửi ta người nữa. Thì dĩ nhiên bán không được thì nó đói nó chết, ví dụ vậy, ta nói cũng thật tình đó chứ. Nhưng mà ta nghèo quá làm sao? Ta phải đi làm những việc đó ta sống. Cho nên tôi kể câu chuyện hoài á, những cái câu chuyện tôi giảng á, nếu người chịu nghe rất thấm thiết. Ngày xưa có Hòa Thượng Bảy Chiên mà tôi hay kể với Diệu Yên, có nhớ câu chuyện tôi kể đó không? Hòa Thượng Bảy Chiên á, nguyên cái làng đó người ta đi bắt chim, người ta bán, bắt con chim cô đó, chim đất á. Thì Hòa Thượng được người ta mời về trụ trì cái chùa trong làng đó. Thì coi như là Hòa Thượng nghe chỗ này sát sanh nhiều quá, thì Hòa Thượng cũng đi vận động được một số tiền của bố thí. Hòa Thượng mới mời hết trong cái làng, nó có 50 gia đình đi làm nghề bẫy chim. Hòa Thượng cho mỗi người một phần quà. Xong rồi Hòa Thượng mới nói giờ các ông làm gì sống, đấy là các ông các bà làm sống, thì ai cũng nói gia đình con chồng cũng đi bẫy chim, con cũng đi bẫy chim vậy đó, thì sống. Thì Hòa Thượng mới khuyên, Hòa Thượng nói theo có thể làm nghề khác được không? Thì Hòa Thượng cũng khuyên thôi, hôm nay tôi tặng mỗi người phần quà, tôi cũng cầu nguyện cho các vị được tăng phước báo mà để có tiền của rồi thay đổi cái nghề. Thì 50 người đã lúc nhận 50 phần quà, ta hứa. Hứa thôi, Hòa Thượng thầy nói vậy thì thôi thầy cho tụi tôi thời gian. Mãi 6 tháng sau thì Hòa Thượng hỏi lại thì cũng không bỏ nghề. Hòa Thượng mới mời lên một lần nữa. Hòa Thượng mới hỏi. Thì kỳ này họ nói thôi thầy cho tôi thời gian đó đi. Mãi tới 3 tháng nữa là cả năm trời cũng không thay đổi. Hòa Thượng mới mời lên lần nữa. Hòa Thượng hỏi, họ nói là thầy ở trong chùa thầy đừng bắt tánh cúng cho thầy ăn mập thay. Tôi ai cúng? Tôi không bắt chim, tôi không bẫy chim, lấy đâu tôi nuôi vợ nuôi con tôi. Thầy nói sao thầy không suy nghĩ vậy? Lần thứ ba là phản ứng kịch liệt, phản ứng ngược lại một cách rất là nặng nề. Con thấy không? Chứ đâu phải người ta dễ quá độ người ta đâu. Thì cuối cùng Hòa Thượng lắc đầu thì kêu thua rồi, không có nào nói được. Thì bây giờ dầu có nói nhân quả thiện ác, dầu có nói tội phước cỡ nào ta cũng không nghe, bởi vì người ta vì sự sống mà. Có phân tích cái nào ta cũng không nghe. Cuối cùng bây giờ Hòa Thượng mới tin cái đòn ngược lại. Hòa Thượng ở trong chùa cũng cả năm nay được ta cúng dường cũng khá khá. Ông chơi ông mua mấy cái lồng chim thì ông treo xung quanh chùa đầy cái tên vậy đó. Rồi ông kêu Hòa Thượng mới mua những con chim đẹp á, chim mái, chim đực mà đẹp á. Hòa Thượng mới nuôi đầy chùa ở trên vậy đó, đầu dây vậy đó. Rồi Hòa Thượng huấn luyện. Sau khi nó lớn, huấn luyện tiếng kêu rồi ngon lành rồi, bắt đầu Hòa Thượng với mấy ông tiểu điệu ở chùa đó, sáng nào cũng đi bẫy chim. Thế thì trong làng con rủa quá hết rồi, rủa đó cái Hòa Thượng này. Hồi xưa sao khuyên mình đừng có bẫy chim, à bây giờ Hòa Thượng mình đi bẫy chim, dĩ ngọn vậy. Đó. Thì tâm lý con chim á, nó phái cái lòng đẹp, nó phái người bạn đời của nó đẹp, ví dụ chim cái thì nó phái chim đực, nó phái chim cái đẹp, con chim đực ngược lại. Thế thì ngày là Hòa Thượng bẫy chim, mà Hòa Thượng là đã bẫy là nó vô quá trời, và nó vô ăn trong lòng Hòa Thượng bẫy không à, làm cả dân làng nó cũng phẫn nộ nữa. Bữa đó có một ông quan rất lớn, ông nghe cái danh Hòa Thượng này là người được triều đình đưa về vậy đó, ông ra lệnh ông cho cái thư mà cái to tối hậu thư là ông tới ông thăm chùa, ông viếng Hòa Thượng. Thì ông vừa tới đầu làng, người ta chặn đường ông quan, người ta nói đây quan ngày vô ngày nói dùng cho Hòa Thượng đừng có bẫy chim nữa, để cho tôi sống chứ ai mà Hòa Thượng đi bẫy chim, nếu ông cần ăn bao nhiêu tụi tôi đem cho ông ăn. Là họ còn ngược, là họ còn phản ứng ngược, họ rủa vậy đó.
Thì ông Quang này ông nghe nhưng mà ông đâu nghe một triệu. Quang mà ta có trình độ, mà ta suy nghĩ vô coi sao. Thì vô đập vào mắt ông là xung quanh chùa to là lòng chim không. Cuối cùng đi một vòng nói gì. Sau đó ngồi nói chuyện mà ông rung lắm, vì ông một vị hòa thượng uy nghi mà. Cái ông ấy, hòa thượng có việc gì làm không? Ở đây hòa thượng có việc làm hàng ngày làm cái gì? Hòa thượng cũng tự nhiên, hòa thượng là sáng nào tôi đi bẫy chim hết. Đại quan cái quan hỷ ở lại với tôi ngày mai chúng mình đi bẫy chim. Ông cụ đó, ông qua đâu có việc nữa đấy. Vậy là đúng rồi, dân làng nói đúng rồi, đâu có sai. Ông An này mới vừa định mở miệng ra ông phiên thôi, thì tự nhiên ông sực mình, ông sực, ông nhìn cái uy tín hòa thượng. Ông nói cách nói năng và cách quy đức đâu phải là người sát sanh, mà đâu có thấy con chim nào hòa thượng ăn đâu, mà cũng không thấy bán cho ai. Thì vậy là bẫy chim làm cái gì? Thì ông mới tìm tò, ông tò mò. Thì hòa thượng nói bởi vì tình hình dân làng đây sát sanh nhiều quá. Rồi quan thấy không, từ cái nghiệp mà sát sanh cho nên nó họ đủ thứ tai nạn, con bệnh té gãy chân, té lồi phèo đổ ruộng, té lồi trồng con mắt, đủ thứ nghiệp nó dồn lại đó, mà giờ tôi khuyên đâu có được. Đại quan họ không có cách nào họ thay đổi nghề á, buộc lòng vì tôi cứu họ bằng cách là bây giờ tiền của bao nhiêu tôi không cất chùa nữa, mà tôi mua hết những cái lòng chim cho đẹp, mua hết những con chim cho đẹp đó, nó dụ các con chim kia, rồi tôi thả nó. Và thượng coi nè, ơ đại quan nó cả vườn chùa tôi là lò là chim không à, vậy coi đem về là thả nó trong vườn đó. Đã cho nên chỗ này mới nói rằng thứ nhất là muốn giáo hóa con người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thứ hai, để nhìn ra một con người đó là tốt cũng không phải bắt thường mà nhìn được. Nó phải nhìn được hòa thượng mà người tốt được, bởi vì rõ ràng cũng làm những cái hành động mà phản cảm không à. Đi bẫy chim ai mà sáng nào thầy chùa mà xách mấy cái lồng chim đi bẫy, có nói người ta cũng đâu có tin. Cho nên cuộc đời này á,